Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vừa bài tập toán lớp 4 tập 2 trang trại sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 65. Quy đồng mẫu số các phân số trang số 64. Viết vào chỗ chấm. Ví dụ 1. Cho hai phân số 1/4 và 3/8. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có là 1/4. 1/4 là bằng cái này, là cái 1/4 này chúng ta viết lại. 1/4. Như vậy bây giờ cái mẫu bên này là mẫu 4, bên này là mẫu, bên này là mẫu 8. Như vậy chúng ta sẽ quy đồng, có nghĩa là chúng ta sẽ làm hai cái phân số đó nhân hoặc là chia, không có cộng trừ nha, nhân hoặc là chia để cho hai cái mẫu này nó phải giống nhau. Nhân hoặc là chia, nhớ là không có cộng trừ. Và bây giờ cách thứ nhất thì chúng ta lấy 4 và nhân cho 2 là bằng 8. Còn cách thứ hai thì chúng ta sẽ chia, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ chia khi nó hơi khó một tí xíu, là cái mẫu chia được nhưng mà cái tử chúng ta chia không được. Tại vì 8 thì chia 2 là bằng 4, nhưng mà cái mẫu là cái mẫu là 8 là chia 2 là bằng 4, nhưng mà cái tử là chia 2 không có được. Cho nên cái chia này là chúng ta không có tính được, không có sử dụng được. Đó. Còn chẳng hạn như là có một phân số khác mà nó cái tử đề chia cho hai mẫu chia cho hai thì chúng ta sẽ rút gọn về, còn không thì chúng ta sẽ nhân lên. Như vậy trường hợp này thì chúng ta sẽ nhân lên, 4 ta nhân cho 2 là bằng 8. Như vậy ở dưới nhân 2 thì ở trên cũng nhân cho 2, 1 nhân 2 là bằng 2, như vậy 2/8. 2/8 này sẽ bằng với lại là 3/8. Quên, xin lỗi, 2/8 và 3/8 này bây giờ nó có cùng cái mẫu rồi. Đây gọi là quy đồng chứ không phải là phân số bằng nhau, không phải. Nhầm. Đây là quy đồng, như là hai phân số này là có cái mẫu là 8/8 bằng nhau. Hai phân số 1/4 và 3/8 đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số là bao nhiêu đây? Này 3/8, còn này mới làm xong là 2/8. 8 gọi là cái mẫu số chung. Cái này là cái mẫu số chung. 8 gọi là mẫu số chung của hai phân số là 2/8 và 3/8. Ví dụ 2, quy đồng mẫu số hai phân số 2/3 và 5/12. Rồi bây giờ chúng ta xem. 3 mà lấy 12 là nhân cho 4, 3 nhân 4 là 12. Ở dưới chúng ta sẽ nhân cho 4, thì trên chúng ta cũng nhân cho 4. 2 ta nhân cho 4 là bằng 8. Rồi bây giờ 2/3 chúng ta viết lại. 3 mà lên 12 thì chúng ta sẽ nhân cho 4. Ở dưới nhân 4 thì trên nhân 4. 2 nhân 4 là bằng 8. Như vậy phân số là phân số 8/12 và phân số 5/12, nó có mẫu chung là 12. Quy đồng mẫu số hai phân số ta đã cho được là phân số là 5/12 thì người ta ghi lại, còn phân số mới vừa tính xong nè, quy đồng xong là 8/12. Bài số 1, quy đồng mẫu số các phân số. Bây giờ chúng ta xem này, đây là 2/6. 2/6 thì chúng ta nhân cho 3. Vậy là 3/2 bằng 3/2. Ở dưới chúng ta sẽ nhân cho 3, thì trên nhân 3 bằng 9/6. Như vậy là đây 9/6 này là 5/6, vậy có mẫu chung là 6. 3 và lấy 6 nhân cho 2, như 1/3 bằng là 1/3. Ở dưới ta nhân cho 2, ở trên nhân cho 2. 2 x 1 là 2, 2 x 3 là 6. 2/6 này 5/6. 5 nhân 2 lên 10. 2/5 bằng 2/5. Nhân 2 bằng là 4/10. Chúng ta qua tiếp theo. Bài số 1.
quy đồng mẫu số các phân số 9 phần 14 và 4 phần 7. Giờ ta lấy 7 ta nhân 2 là bằng 14. Đó. 4 phần 7 bằng 4 7. 7 ta nhân 2 là bằng 14 là nhân 2. Ở dưới nhân 2, ở trên cũng nhân 2. Bằng là 8 phần 14. Cái này 3 mà lên 9 thì nhân cho 3. 8 phần 3 bằng 8 ta nhân. Này là 3 ta nhân cho ở dưới nhân 3, ở trên nhân 3. 8 nhân 3 là 24, ở dưới này là bằng 9. Vậy ta là lấy phân số sau này ta nhân. 7 này nhân cho 10, 6 phần 7 là bằng là 6. 7 nhân 10 này, ở dưới nhân 10, ở trên nhân 10 này, bằng là 60 phần 70. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2. Đúng thì ghi D mà sai thì ghi ấy. Quy đồng mẫu số 2 phân số 4 phần 12 và 12 phần 18 ta được các phân số sau. Bây giờ đây là mẫu là 12, đây là mẫu là 18. Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ hạ cái mẫu nó về cái mẫu chung của nó, chứ không phải là nhất thiết giống như ở trên. À, ví dụ như đây là 12 và 18 thì chúng ta sẽ hạ cái mẫu nó về. À, về mẫu chung. À, về mẫu chung có thể là ví dụ như là 4, ví dụ như vậy. À, ví dụ như có 3, đó là một cái cách quy đồng nữa, chứ không phải là những cái kiểu ở trên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem. Cái này thì sao đây? Cái này là 12. Cái này vẫn giữ nguyên là 12 phần 18. Đây là 12 phần 18. 12 phần 18 mà còn cái này thì 12 mà lên 18. 12 mà lên 18 là bao nhiêu? Ở đây này xem coi. Như vậy ở dưới này không, cái phân số này không có đúng. Tại ở đây là 12, 12 mà lên 18 thì chúng ta không có cách nào nhân hết. Không có. Cái này người ta họ lại cộng chứ không phải là nhân. Cộng không được nha. Nhân hoặc là chia. Ở trên thì người ta họ 4 mà lên 24 là nhân cho 6. À, nhân cho 6. 6 nhân 4 là 24, nhân 6. Nhưng mà ở dưới là 12 mà nhân 6 là 18, như vậy cái này là sai. Rồi cái này thì sao đây? Cái này thì người ta họ lại rút gọn đi. À, người ta rút gọn đi 12 mà về 3. 12 mà về 3 ta chia 4. Ở dưới chia 4 thì ở trên cũng chia 4. Ở trên chia 4 mà còn lại con số 4 là sai. Nó là phải 1 nhưng phải là 4. À, ở dưới chia 4 này. Chia 4 là bằng 3 này, ở trên chia 4 là bằng là 1, nhưng ở đây 4 là sai rồi. Còn cái này thì chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu đây? Cái này chúng ta sẽ chia cho 6. Ở trên chia 6 là bằng 2, dưới chia 6 là bằng là 3. Như cái này là được này. À, được, nhưng mà do cái chỗ này nó bị sai chỗ này. Không phải, cái này là 1 phần 3 mới đúng. Là sai. Còn này là quy đồng nhưng mà hai cái mẫu này khác nhau. Không phải. À, quy đồng mẫu mà đây là hai cái mẫu là 9 mẫu 8 là sai. Dạ cũng sai luôn. Như vậy là không có cái nào đúng. Có cái này gần đúng này. Cái này là 1 thì đúng. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 3. Viết các số sau thành hai phân số có chung mẫu số theo mẫu trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta xem là sách giáo khoa bài số 3, trang số 53. À, 53 đây. Hãy viết các phân số sau thành hai phân số có chung mẫu 3 và 7 bằng 7 phần 2. 3 thì chúng ta lấy mẫu được là 1, là 3 phần 1. À, bất kỳ một số nào chúng ta cũng lấy mẫu được 1. Rồi sau đó thì cái mẫu này là 2 thì cái mẫu đây là 1 thì chúng ta phải cần lên 2.
Lấy 2 thì 1 nhân 2 là bằng 2, ở dưới nhân 2 thì ở đây cũng nhân 2, 3 nhân 2 là bằng 6, 6 bằng 2. Rồi ta có là 6 phần 2 và 7 phần 2. Rồi. Chúng ta quay qua cái này. Rồi cái này là 1 phần 1 nữa. Như vậy chúng ta sẽ có là 1 bằng là 1 phần phần 1. 1 phần 1 bằng tiếp. Như vậy đây là mẫu 5, như vậy là 1 1 ở dưới nhân 5 thì ở trên cũng nhân 5 bằng là 5 phần 5. Rồi, như vậy ta có viết đông giống trong sách giáo khoa ha, ta có 5 phần 5 và 2 phần 5. Rồi, cái này 2 là bằng là 2 phần 1 bằng 2 1. Cái mẫu này là 8 thì chúng ta sẽ nhân ra 8. 1 nhân 8 ở dưới nhân 8 trên nhân 8, 2 8 16, cái này là bằng là 8. À, ta có nên là 16 phần 8. 16 phần 8 là chia 2 là bằng chia 8 là bằng 2 và 3 phần 8. À, có mẫu chung là 8. Rồi cái phân số này chúng ta cái phân số này để nguyên, còn cái này chúng ta chuyển thành phân số này. 5 này bằng 5 phần 1 này bằng này 5 này. Cái mẫu này là 3, chúng ta nhân 3. Dưới nhân 3 trên nhân 3. Cái này bằng 15 phần 3. Rồi. Ta có là 1 phần 3 này và 5 phần 3. Chúng ta qua tiếp theo cái phần là hoạt động thực tế. Các bạn lớp 4A dự định trồng rau muống, rau cải và rau dày, như có 3 loại, lần lượt là 1 phần 2, 1 phần 3 và 1 phần 6 của mảnh đất. Mảnh đất đó nên chia thành chấm chấm phần bằng nhau để thuận tiện cho việc chia đất trồng rau. Như vậy thực ra thì cái này là sao đây? Có một cái mảnh đất. À. Một cái mảnh đất. À. Chia làm 3 loại. À, 3 chỗ để trồng cái thứ nhất là rau muống này, thứ hai là rau cải này và thứ ba là rau dền. Chia ba khu. Đại khái như vậy, thầy chia như vậy ha. À, chúng ta chia như vậy để dễ hình dung thôi, chứ còn cái này nó theo cái tỷ lệ này nè. Và bây giờ chúng ta sẽ chia như thế nào? À đây, cái này là chiếm 1 phần 2 này, chiếm 1 phần 3 và cái này là chiếm là 1 phần phần 6. Như vậy chúng ta sẽ quy đồng. Quy đồng này là quy đồng là tới 3 cái mẫu lận. À, 3 cái mẫu, đây là mẫu 2, đây là mẫu 3 và đây là mẫu 6. Như vậy 3 cái con số là số 2, số 3 và số 6 thì chúng ta thấy là con số chung là số nào? Như vậy chúng ta thấy số chung là số 6. À, số 6. Như vậy chúng ta sẽ có là 1 phần 2 này. 1 phần 2 cũng muốn lên mẫu 6 là 1 phần 2. Nè, ta nhân cho 3. Ở dưới nhân 3, trên nhân 3 như là 3 phần 6. Rồi tiếp theo, cái phân số là 1 phần 3. 1 phần 3 chúng ta muốn lên mẫu 6 thì chúng ta sẽ bằng là gì đây? Bằng 1 phần 3 nhân 2, trên nhân 2 dưới nhân 2. Như vậy là bằng là 2 phần 6. Như vậy tóm lại chúng ta sẽ có 3 cái phân số. Thứ nhất là cái phân số là trồng rau muống là 3 phần 6. Thứ hai là trồng rau cải là 2 phần 6. Và cái thứ ba là rau dày nữa là 1 phần 6. Như vậy là có 3 cái phân số này thì đều là có mẫu là 6, 6, 6 hết. Như vậy cái mảnh này chia làm 6 phần. 6 phần chứ không phải là 3 phần. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chia ra. Đó. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đại khái như vậy ha. Đó. 6 phần. 6 phần bây giờ cái rau muống này là 3 phần. 1, 2, 3. Đó. Rồi cái rau... như vậy rau muống này. Rau muống là 1, 2, 3 phần này. Tiếp theo là rau cải là 2 phần này.
Rau còn là rau dày là một phần này, còn là một phần này. Rồi mảnh đất đó nên chia thành là 6 phần, mẫu chung của nó là 6. Nên cái này chúng ta quy đồng, gọi là quy đồng là 3 phần số, nhà mẫu chung là 6, cho thuận tiện cho việc chia. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để thầy nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.